bột em quạ đã phun lông. Ê, nằm im trong chỗ luôn. Chào toàn thể các bác nhé. Thì hôm nay anh em mình là không có việc gì làm nên đi vào khu trong đây để tìm tổ chim các bác ạ. Đây mọi năm là vào khu này hay được rất nhiều tổ chim đây. Hôm nay mới đi một buổi thử vào đây xem như thế nào. Thôi đi vào hướng này đi nhỉ. Đi tìm vòng như này. Mùa này đi thì cũng hay gặp tổ ong các bác ạ. Nên bọn em sẽ tìm luôn. Nếu thấy tổ ong thì sẽ cắt về để nuôi luôn. Em vừa phát hiện một tổ bị bịp ở dưới này đấy các bác. Chúng xem có gì không. Có con rồi các bác ạ. Con vẫn còn non. Ui có 3 con rồi đây. Bịp bịp non này thì trông khá là đáng sợ. Mẹ nó cho ăn no chả kêu thế nào. Ui, quá khủng. Được, giờ bọn em sẽ đi tìm tổ, đi tìm chỗ tiếp theo xem có được tổ gì không. Bắt luôn 3 con này về nuôi. Đây, bọn em vừa ra đến đây các bác ạ. Thì có phát hiện ra một tổ quạ ở trên này. Đây tận trên kia chỗ đen đen kia. Rồi sẽ trèo xem có gì không. Bây giờ là em thấy có phân ở dưới này rồi. Phân của con nó ỉa ra. Đây. Với lại lông chim nữa. Lông chim này thì chắc là mẹ nó mang về đây để nuôi con rồi. Tổ này thì chắc là có con rồi. Bây giờ trèo nhỉ. Chú quốc vào để trèo. Đấy, mẹ nó đang kêu kìa. Tổ này lên chắc phải chặt cành thôi. Cành nhỏ quá. Lên đây cái chặt thứ hai kìa. Ừ. Chặt mẹ nó chứ. Nếu trứng thì về ốp thôi. Nhưng mà chắc chắn là có con rồi. Bây giờ thấy nó nuôi thế này. Mày sợ con bé tí thì tí chứ. Bé cũng nuôi được. Được 5-6 con là được rồi. Quạ này nó hay đẻ nhiều lắm. Đẻ 7 con luôn rồi.
em quạ đã phun lông. Ê. Nằm im trong tổ luôn. Mượn xem nào. Cái này chậm 1-2 ngày là mất ăn luôn. Đây các bác xem. Đây so sánh với tay của em đây. Tay của em bằng nải chuối. Mà nó đã to hơn tay của em rồi. Rồi thế này hôm nay là may mắn rồi. Rồi mang về nhỉ. Còn lấy cùng mỗi cái lõi này thôi. Muốn đéo gì mấy cái kia. Bê cả mấy con bìm bìm kia nữa. Kéo nó bay nhá, nó biết bay rồi đấy. Bay nó chả được bay được rồi. Quá tuyệt vời. Ở đây mấy anh em ngủ chung với nhau cho vui. Úi, nó gấp mất đấy. Không, nó không gấp rồi. Sao có dưới kia đâu, còn một con bối cá dưới kia này. Bắt về nuôi thử xem có sống không. Mà với nó mà như bố. Ôi nó chạy. Ôi giời, ôi giời, ôi giời. Chưa bay được nhỉ. Que, 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 que. Ôi giời. Tớ đuổi bắt đi không, nó cào ăn mạnh lắm. Để cái đấy cầm đi. Cầm luôn đi. Bay đi con. Bay được à, nó nặng. Mà cứ cầm đồ của mày. Ừ, bắt đi. Đuổi bắt đi nhá. Rồi em lên lấy đồ đã các bác ạ. Rất là thân thiện. Cọc con xem được chim gì đây này. Đang thì cọc con bây giờ này. Quả. Á nào. Quá tuyệt vời. Lấy cơm cho nó ăn nhỉ. Hay cám. Cơm cũng được, cái gì nó ăn chả được cái loại này. Nhưng giờ chắc chưa đói. Đấy, thuần một tí là quen luôn. Đứng kiểu như đây, chim săn đấy. Ba con bìm bìm đây. Chim gì đấy, quạ. 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 Cái con đấy là cũng con nào con của nó à? Đâu, cái này là con bìm con bìm. Mà. Cái này mẹ, cái này con. Bìm bìm mà so với nó có bằng cái chưa bằng cái con của nó chưa bằng đầu. Cái này kiểu cái đồ buôn lại. Thôi video của em xin kết thúc tại đây, chào các bác nhá.